Không ngờ cuộc đời Nhân có một lần được nhìn ngắm và sở hữu một chiếc hộp sòn. Bà Nhân Vlog khoe quà khủng và cuộc sống sang chảnh, nhưng cộng đồng mạng lại chê, ngay càng lố không còn một mặt. 450 tờ là 100 mấy chục triệu, cái nhà cái đây chạy số lẻ nha. Bà Nhân Vlog được nhớ đến với những video clip múc bàn đáng yêu và thường được khen ngợi vì dù lấy chồng hoặc sống ở nước ngoài nhưng vẫn luôn nấu những món Việt Nam, đặc biệt là các loại mắm. Sau thời gian nổi tiếng, bà Nhân quyết định đi trùng tu nhan sắc. Ngoài ra, sự yêu thương của chồng của nữ YouTuber cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ mọi người. Dưới đoạn video trong lần sinh nhật, bà Nhân Vlog đã không ít lần bị dân tình chỉ trích một cách gay gắt. Không ít người đã tố cô nàng ngày càng thích phô trương, khoe mẽ trên mạng xã hội. Trái ngược với hình ảnh trước kia, cô nàng Đức Nhân ngày càng khoe cuộc sống xa hoa, sang chảnh. Không chỉ thay đổi từ diện mạo, ngoại hình hay phong cách ăn mặc, mà trong khoảng thời gian gần đây, cô nàng liên tục tổ chức tiệc tùng linh đình, ăn diện hàng hiệu, khoe tiền và các loại hàng hiệu khác. Ngay sau khi nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng, trên Facebook cá nhân của mình, Bà Nhân Vlog đã đăng tải dòng trạng thái đáp trả. Trong đó có đề cập đến câu chuyện cô hai khoe phô trương trên mạng xã hội. Cụ thể, cô nàng Đức Nhân tâm sự rất nhiều. Trong đó, cô có chia sẻ như sau: "Thành công hôm nay của tôi đổi bằng nước mắt. Thế nên khi có tất cả rồi, xin hãy để tôi tận hưởng sống theo cách riêng của mình." Trong đoạn clip được chồng tặng quà, Bà Nhân Vlog đã nhận việc khá nhiều chỉ trích từ cộng đồng mạng vì lối sống bị cho là phô trương và giả tạo. Mọi người cho rằng bà Nhân đã làm giàu từ nền tảng YouTube và đang sống khoe mẽ thái quá. Từ sau khi phẫu thuật, cô liên tục khoe mẽ những khoảnh khắc hưởng thụ cuộc sống, những món quà khủng tặng mẹ và bữa tiệc sinh nhật linh đình, được ông xã tặng nhận kim cương giá trị bằng một chiếc xe hơi. Nhiều khán giả cho rằng với gương mặt mới, cô bắt đầu ăn diện hơn và đang mất hẳn vẻ mộc mạc gần gũi như ngày xưa. Dù vẫn có nhiều ý kiến cho rằng cô đã trải qua giai đoạn cực khổ thì phải có quyền được hưởng thụ. Hơn nữa, lấy đúng người thì được yêu chiều là chuyện bình thường thôi. Nhưng cũng không ít ý kiến cho rằng đồng ý ai cũng có quyền được hưởng thành quả mình tạo dựng, nhưng với người làm YouTube đi lên như cô này thì không nên khoe mẽ thái quá như vậy. Có chút thành tựu thì đi khoe, thậm chí nhiều người làm YouTuber thành công hơn, có khả năng hơn họ vẫn khiêm tốn mà. Sửa cái mũi kiểu chi mà nhìn lạ quá, mình thích mặt lúc chưa thẩm mỹ hơn. Bà này càng ngày càng lố. Thôi xin phép bỏ follow chị, trước thế chị mộc mạc dễ thương nên thích, giờ thì hết rồi. Bà Nhân từng nhận được sự yêu mến của mọi người do lối dẫn dắt câu chuyện trong các video clip vô cùng dễ thương, chân thật. Đức Nhân và chồng người Nhật là cặp đôi nổi tiếng trên mạng xã hội bởi những video về ăn uống thường đăng tải trên kênh YouTube vợ chồng bà Nhân. Bố ơi, mắm đâu rồi? Anh hỏi là vợ ơi, mắm đâu rồi? Không có mắm. Không sao đâu mà. Cô thu hút mọi người vì lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Nhìn vào thành công của Đức Nhân hiện tại, ít ai ngờ cuộc sống của cô từng chồng chất khó khăn. Nhưng Đức Nhân chưa bao giờ từ bỏ, lúc nào cũng nỗ lực hết mình để học tập kiếm tiền. Bận rộn nhưng cô vẫn tự học nấu ăn, tiếng Anh, tiếng Trung hay nhiều kỹ năng khác để thích ứng với mọi môi trường. Đây cũng chính là thế mạnh giúp Đức Nhân sinh sống thuận lợi ở Nhật Bản và trở thành nhân vật được nhiều người yêu thích. Cô chia sẻ, mình luôn cho đi sự yêu thương, cho chồng những điều hạnh phúc nhất, từ những bữa ăn tới sự sẻ chia, đơn giản thôi. Với lại từ sâu trong đáy lòng, mình và anh cũng hiểu là đối phương rất quan trọng nên luôn nhường nhịn nhau. Vì chồng Đức Nhân lớn tuổi hơn nhiều nên anh chín chắn và lúc nào cũng nhường vợ dù giữa hai người xảy ra bất cứ khúc mắc gì. Có thể thấy vì đã trải qua khoảng thời gian cực khổ nên thế cuộc sống hiện tại của bà Nhân có thể nói là vô cùng viên mãn và hạnh phúc. Nhưng điều này đã nhận được nhiều phản ứng của netizen vì cảm thấy bà Nhân không còn giữ được sự mộc mạc như ban đầu. Còn bạn thấy sao về điều này? Hãy để lại bình luận cho chúng mình biết nhé. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.